Đất đai là tài sản giá trị lớn, thế nhưng ý thức được việc khiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới đem lại lợi ích cho cộng đồng và cho chính gia đình mình. Đến ngay sau khi được cấp ủy chính quyền vận động, trên 20 hộ dân xóm giữa thôn Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ đã tự nguyện phá bỏ công trình hiến đất thổ cư, hộ ít trên chục mét vuông, hộ nhiều lên tới 60 mét vuông để mở rộng đường từ 2 m thành 3,5 m Phong trào hiến đất mở rộng đường đã lan tỏa ra các hộ dân ở đường bờ sông với trên 70 hộ dân đăng ký hiến đất mở rộng đường.